chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay chở người nhà vào bến xe Quy Nhơn để vào Sài Gòn, sẵn tiện là quay cái đoạn đường từ trung tâm thành phố Quy Nhơn vào bến xe Quy Nhơn cho anh chị và các bạn ở xa xem ngày nay nó thay đổi và phát triển ra làm sao. Đoạn này là trung tâm thành phố Quy Nhơn nhé các bạn. Hiện tại là mùng 3 Tết cho nên là người dân vui chơi rất là đông luôn. Phía dưới này thì nó cũng có một cái trường Đại học Quy Nhơn với trường cao đẳng nghề và cái bệnh viện quân y 13. Chỗ này các bạn chạy thẳng lên là đi trại cùi, đi bãi trứng, đi hàng mặt tử là một trong những các địa điểm du lịch tại thành phố Quy Nhơn khá là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ vào đường Tây Sơn, chạy vô bến xe Quy Nhơn cho anh chị và các bạn xem mùng 3 nó lượng khách đi vào Sài Gòn như thế nào nhé các bạn.